Rồi cho Duy Mỹ xin chào các bạn, hôm nay Duy Mỹ sẽ quay trường leo lên cái bịch đằng mà cũng cao và khá cao ạ. Bộ dây nó xuống hạ gốc. Lại xuống rồi mà. Chứ mà làm mấy người băng mà làm thiệt á, mà mấy thiệt á. Rồi vậy là nó xong một cây. Bây giờ cái đó là đã xuống đất, bây giờ đó đá là đầu cho nó lòn rồi các bạn, lòn là răng cho nó
Rồi xiết. Đi ơi. Rồi. Đầu hạng nha các bạn. Cái này cũng thủng à. Rồi đã xong cây thứ hai. Rồi mình đang chờ, phải không, thời gian chờ cây nữa mình làm gì người đâu rồi. Oh.